Yo, what's up man? Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình rất là vui khi mà mời được một cái vị khách mời thật là đặc biệt. Hello bạn. Khỏe không? Khỏe. Ok. Thì đây là người được mệnh danh là người có cú sút mạnh nhất nhì bóng đá phủi miền Nam nha mọi người. Đây là bạn Tuấn Cô. Xin chào kênh YouTube của Huy Ken. Hôm nay rất là vinh dự được Đắc Huy mời mình đến để cùng tham gia một cái chương trình nhỏ của Huy Ken. Thì ngày hôm nay mình cùng Tuấn Cô sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái chủ đề là làm thế nào để sút bóng mạnh nhất. Thì chúng mình sẽ cùng giải mã cú sút mạnh nhất của Tuấn Cô nha mọi người. Nào, let's go. Ở trong video cái lần trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho mọi người những cái cách sút bóng mà như thế nào là chuẩn xác. Thì ngày hôm nay mình sẽ muốn Tuấn Cô chia sẻ cho mọi người biết về cái cách sút bóng mạnh của mình. Thì không biết là Tuấn Cô có cái bí quyết như thế nào mà làm sao mà để sút bóng mạnh như vậy. Cơ bản mà để mình sút bóng tốt thì mình phải có những cái thể trạng tốt, đó là cơ đùi hoặc là cổ chân tốt. Rồi về nói về kỹ thuật thì mình có đặt chân trụ hoặc là động tác buông chân lăn, chạy đà. Thì mình nghĩ những cái đó yếu tố mà để hình thành cái cú sút tốt. Thì như mình có coi YouTube đợt trước thì có Huy có hướng dẫn về cái động tác đó. Vậy là bạn cũng có kênh YouTube có, mình đúng không? Ok, cảm ơn bạn. Thì ngày hôm nay thì Tuấn Cô cũng đã nói rất là nhiều cái vấn đề, nhưng mà mình cảm thấy là ở Tuấn Cô có một cái điểm đặc biệt mà mình thấy là tạo nên một cú sút mạnh, đó là những cái cơ địa của Tuấn Cô là về phần đùi và bắp đùi của mình vào những cái bắp chuối. Các bạn thấy không? Rất là to khỏe. Thì mình nghĩ là Tuấn Cô đã tập luyện rất là nhiều và sau đó thì mới hình thành lên những cái kỹ thuật nữa, thì lúc đó cú sút của mình mới hoàn thiện. Thì bây giờ mình và Tuấn Cô sẽ đi sâu hơn vào cái cú sút mạnh của Tuấn Cô nha mọi người. Và bây giờ thì Tuấn Cô hãy cho mình biết là ở trong một cái trận đấu, khi mà chúng cô chuẩn bị một cú sút thì mình nên chú trọng vào cái điều gì? Đối với Tuấn thì nếu mà để mình thực hiện ra một cú sút á thì Tuấn chú trọng hai vấn đề chính, đó là đặt chân trụ và bung chân lăn, cái điểm tiếp xúc bóng. Ok. Đó là thì thường thì Tuấn Cô sẽ đặt chân trụ như thế nào ta? Tại vì mình chân trái thì mình cũng mình thuận chân trái, thì đối với Tuấn thì Tuấn đặt chân trụ thì sẽ cách bóng từ theo chiều mình đo thì có chiều dài của bàn chân mình tầm 15 đến 20. Đúng rồi, 20 đây là cách thông dụng của thông mọi dụng. Người đúng rồi. Thì mình không nên đặt lố quá bóng hoặc là sau quá bóng, thì mình sẽ đặt cố gắng mình sẽ tập duy trì á, thì mình cứ đặt ngang với tầm bóng. Okay. Thì điểm tiếp xúc bóng sẽ tốt nhất. Rồi. Còn mà về cái lúc mà mình vung chân lăn thì mình thường thường Huy Ken thì ta vung kiểu này. Thì thật tế ra thì mình nghĩ thì nếu mà để tiếp xúc bóng tốt á, thì mình phải vung chân lăn, mình tạo biên độ, thì chủ yếu là cái cẳng chân của mình. Để cẳng chân chứ mình đừng có quơ nguyên một cái đừng một cái đùi luôn. Cái đùi luôn. Quơ cái đùi kiểu này. Quơ cái đùi thì nó sẽ không có cái đòn bẩy để tạo biên độ lực. Mình chỉ gặp kiểu này thôi để mình vung tiếp xúc cái cẳng chân, cái cẳng chân của mình. Ok. Còn mà cái lúc mà mình chạm bóng thì Tuấn Cô thường chạm ở chỗ nào? Riêng với cá nhân Tuấn thì Tuấn quan trọng cái bằng tiếp xúc bóng giữa chân với cổ chân của mình với quả bóng. Thì mình nghĩ thì nếu mà để tạo ra một cái quả bóng đi lực thì tâm bóng, thường mình vào tâm bóng. Ok. Tâm bóng. Thì Tuấn Cô vừa rồi tung một cú sút rất mạnh, thì mình nghĩ là Tuấn Cô xứng đáng mệnh danh là một người có sút mạnh nhất nhì nha mọi người. Về độ chính xác thì cũng rất là cao. Thì mình khi mình tiếp xúc với những cái bạn mà hỏi ủa tại sao anh lại sút mạnh như vậy, thì thường thường các bạn chỉ vô sân là các bạn cứ đặt banh xuống các bạn sút thôi, nhưng mà các bạn quen là chú trọng phần kỹ thuật. Thì mình nghĩ cái đó, kỹ thuật và cái cơ địa của mỗi người mình phải có quá trình tập luyện thì nó mới hình thành nên cái động tác nó tốt hơn được. Nếu mà sút mu bằng chân thì mình chú trọng vào những cái điểm xương của ngón cái mu này, xương mu của cái ngón cái này. Phần này, khu vực đây. Mà mình thấy Tuấn Cô nãy sút bay vào gút giữa A thì mình nghĩ là hơi chết dưới đúng không? Tuấn nghĩ đúng thì rồi. Nó sẽ hơi chết về đây. Về hơn ở dưới thì bóng nó mới bay lên góc xa của mình mà căng được. Còn nếu tâm bóng thì mình nghĩ là nó nằm ở trung bình như thế này. Cái kèn nó đúng rồi. Đúng rồi.
Nãy giờ thì mình với Tuấn Cô cũng đã thử những cú sút bóng chết. Thì bây giờ mình với Tuấn Cô sẽ sút những trái bóng sống, bóng sẽ lăn và giống như những cái đường truyền về hoặc là những cái đường truyền từ đồng đội của mình, và xem thử là khi mà mình sút mạnh thì có thực sự là chính xác không. Thì mình với Tuấn Cô sẽ thử cho mọi người xem. Để có một cú sút thật tốt thì mọi người hãy nên lựa chọn cho mình một đôi giày đúng đắn. Thì không có tiền thì không thể nào ra được những cái video như thế này. Thì hiện tại trên đôi chân mình đang là một cái phối màu mới nhất của Hades, một dòng sản phẩm của Ban. Thì Ban Hades được lấy cảm hứng từ dung nhan lửa địa ngục nha mọi người. Đặc điểm của cái đôi Ban này rất là nhẹ và lúc mà tiếp xúc bóng thì mình rất là cảm giác luôn mọi người. Và cái mức giá của nó thì rất là sinh viên luôn mọi người, chỉ khoảng 500 mấy thôi. Các bạn dư sức có thể mua được cho mình rất là nhiều đôi Ban Hades như thế này. Ok, như lúc nãy thì Tấn và Ken có thực hiện những cú sút, thì các bạn thấy để mà thực hiện những cú sút tốt như vậy thì không những các bạn chạy đà, các bạn bung chân lăn, mình nghĩ khóa cổ chân cũng là một trong những yếu tố nó quan trọng để hình thành một cú sút tốt. Thì ví dụ như mình làm theo mình thì để thực hiện cú sút tốt thì các bạn việc khóa cổ chân thì các bạn phải ngồi đặt chân trụ tốt. Rồi khi mà các bạn bước cuối cùng các bạn vung chân lăn á, các bạn tiếp xúc bóng á, thì đồng thời các bạn phải khóa cổ chân. Việc khóa cổ chân nó giúp cho cái bóng nó tiếp xúc bóng nó chắc chắn hơn, bóng nó sẽ đi mạnh hơn. Còn nếu các bạn mà cứ lỏng cổ chân thì bóng nó sẽ đi ra hai hướng, hoặc là nó sẽ mình thường thấy bóng nó đi xấy hoặc là tạt vậy. Thường mà mình khóa cổ chân là mình duỗi ra như thế này. Đúng không? Mình duỗi cổ chân. Ken cũng thường sử dụng tiếp xúc bóng là duỗi thẳng chân ra như thế này để mình sút bóng đi. Nhưng mà để nhiều bạn trẻ thì thấy thì rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình thấy xem ở những cái trận đấu phong trào á, mình thấy bọn họ cổ chân vẫn còn rất là lỏng lẻo. Thì để tập những cái động tác này thì để cứng cổ chân hơn, thì theo Tuấn Cô thì mình sẽ tập những cái động tác như thế nào? Theo Tuấn thì Tuấn để hình thành cú sút của Tuấn, để hình thành cái việc khóa cổ chân tốt thì việc Tuấn sẽ tập thường xuyên cái động tác này luôn. Ví dụ như Tuấn đặt trụ xong mà Tuấn cứ bung chân tiếp xúc bóng, mà lúc đồng thời Tuấn khóa cổ chân, mà Tuấn cứ làm vào như là thường. Thì nếu một bạn ở nhà thì các bạn đá vào tường, các bạn làm thường xuyên như vậy, thì nó sẽ, rồi sau đó các bạn ra thực hiện, nó sẽ chuẩn và tốt hơn. Bạn biết được cái gì mà bạn thấy sai, cái gì bạn thấy được cái gì, thì bạn sẽ phát triển nó tốt hơn về cái động tác đó. Rồi những cái động tác như là mình nhón lên như thế này có cứng cổ chân, nó tốt cho cổ chân để rồi nó cũng tốt cho sơ mi rồi cái bắp chân nữa, để khỏi bị lật sơ mi và làm cho cơ cái bắp chuối của mình nó cứng cáp và nó làm tạo cho mình một cái cơ thể chắc hơn để tạo nên một cú sút mạnh. Thì mình với Tuấn Cô cũng sẽ tập cái động tác này. Mình đứng ở phía hai biên đi ha. Mình sẽ truyền qua truyền lại và tập cái động tác cổ chân để cho các bạn trẻ cảm thấy là cái bài tập như thế này để họ sẽ tập theo. Về cái kỹ thuật sút thì cũng tương tự, nhưng những cái video mình cũng đã từng chia sẻ thì như Tuấn Cô hồi lúc nãy cũng đã chia sẻ với mọi người là ngoài những cái kỹ thuật sút, mình cũng phải tập luyện thêm những cái bổ trợ cũng như là những cái yếu tố khác. Thì bây giờ mình sẽ nhường lại cho Tuấn Cô chia sẻ cho mọi người. Thì mình cũng chia sẻ về những cái kinh nghiệm của bản thân mình, thì mình cũng học hỏi được từ những cái người có kinh nghiệm đi trước. Họ thì với những bài tập của họ thì theo Tuấn thì để hình thành một động tác sút bóng tốt thì mình cần phải bổ trợ ngoài kỹ thuật, kỹ năng, rồi mình còn phải có thể lực nữa. Thì mình nghĩ thì để mình duy trì trong một trận đấu mà tốt hơn thì cần phải có thể lực, bạn cần phải có tập thể lực. Thì đối với Tuấn thì Tuấn tập những bài tập bổ trợ như hít đất hoặc là chạy bộ, Tuấn đứng lên ngồi xuống bằng một chân, hoặc là bật cốc.
Thì những bài tập đó sẽ giúp tốt cho cơ địa của các bạn, về cơ đùi, về cẳng chân, về cổ chân. Đúng rồi. Các bạn nên nhớ nha, nắm rõ những kỹ thuật sút là một chuyện, và việc các bạn tập luyện và thực hiện nó thật là đúng cách, đúng các tư thế và đúng các kỹ thuật. Và sau đó thì các bạn phải nên tập luyện về những cái bài tập như là bổ trợ cho các bạn có một cái cơ địa tốt hơn và một cái kỹ thuật thật là chuẩn chắc hơn nữa. Như vậy thì mình và Tuấn Cô, Thánh Sút Bóng mạnh nhất nhì làm bóng đá phủi Sài Gòn, cũng đã chia sẻ cho mọi người xong những cái kinh nghiệm mà làm thế nào để sút bóng mạnh nhất. Thì mọi người cũng nên rút ra cho mình những cái kinh nghiệm. Thì không biết là Tuấn Cô có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ đang xem kênh YouTube của mình hay không? Rất vui hôm nay cùng Huy Ken và đồng hành với Huy Ken trong video lần này. Hy vọng trong thời gian mà mình và Huy Ken chia sẻ về kỹ năng sút bóng mạnh thì các bạn sẽ rút ra được những kinh nghiệm và các bạn sẽ tập luyện, và trong thời gian sắp tới các bạn sẽ phát triển tốt hơn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của Đắc Huy nhé. Ok. Bye.